Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Mình vừa mới ngủ dậy các bạn ơi. Hôm nay thì mình có hẹn với team 500 anh em là cùng nhau đi đua xe. Nghe rất là chẩu tre đúng không? Nhưng mà khoan, các bạn ra đây cùng với mình sẽ cho các bạn xem cái này. Đây chính là đường đua mà ngày hôm nay tụi mình sẽ đua. Và tất nhiên xe tụi mình đua không phải là xe bình thường, mà đó chính là xe lửa Thomas The Gen. Các bạn thấy một chiếc xe lửa mới vừa vụt qua không? Đây, đằng kia các bạn thấy chưa? Rồi thì tại sao là ngày hôm nay mình lại đua xe lửa này? Là tại vì á, ở trong đây nó sẽ có chiếc xe lửa Thomas The Gen mà mình yêu thích. Và còn một chiếc xe lửa mà chắc chắn các bạn cũng yêu thích, đó chính là chiếc xe lửa Huggy Wuggy. Đó, thì ngày bây giờ mình sẽ cố gắng để cho chiếc xe lửa Huggy Wuggy và chiếc xe lửa Thomas The Gen đua với nhau nha. Ồ, cái xe lửa này là trong Thomas The Gen đúng không bạn? Nhưng mà không biết là nó có chạy nhanh không. Ui, chưa kịp chạy đã gọi là lật xe rồi. Cụ bắp vậy. Chuyến tàu ma các bạn, để xem coi. Đây rồi, một chiếc xe lửa màu trắng các bạn ơi. Đúng là xe lửa ma luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Ui ghê. What nó chạy. Các bạn nhìn nè. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Các bạn nhìn nè. Bình tĩnh. Uê, cẩn thận các bạn ơi. Ý đằng sau lưng của mình có một đứa đang chạy tới kia. Mình phải chạy thôi các bạn ơi. Cẩn thận nó đuổi theo mình kịp các bạn. Ê, cẩn thận nha. Chúng ta đang đua các bạn ơi. Khoan. Cái chỗ này. Lui lại nè. Ê, trời rớt rồi. Cùi bắp vậy. Bây giờ á là mình sẽ rủ tụi nó lấy xe đua đi. À. Wow. Trời ơi. Wow, chiếc xe lửa nó ghê quá các bạn. Chạy. Uầy, các bạn ơi, chiếc xe lửa nó chạy ghê lắm bạn, các bạn nhìn nè. Đây. Bây giờ á là tụi nó sẽ dí theo mình các bạn ơi. Nếu như mà bây giờ từ từ, chỗ này cái gì đây? Chậm lại các bạn. Ê, chạy đi. Cẩn thận. rớt rồi. Các bạn lưu ý nha. Ở đây á mấy chiếc xe lửa nó chạy rất nhanh nhưng mà nó cũng rất là dễ rớt. Cho nên là các bạn phải tập trung cẩn thận. Đây, thanh niên kia chạy rất từ từ nữa các bạn. Lùi lại, không cho đi các bạn. Lùi lại. Không cho đi. Vô. Ui. Hình như chiếc xe lửa nó là giống như SCB ấy bạn, nhưng mà không phải. Wow, chạy ghê vậy. Từ, đoạn đó chạy chậm thôi. Đừng nhanh quá, chạy đi các em. Ui, nó chạy nhanh lắm bạn ơi, rồi mình đi trước đây. Để xem nó đua mình không, gầy các bạn không. Chiếc xe lửa này là chiếc xe gọi là tốc độ cao bạn. Wow, yeah, anh em lên luôn anh em ơi. Đường này là đường của bố. Là chạy hết mình luôn các bạn. Hôm nay là mình trong vai là một thanh niên gọi là rất xinh boy các bạn. Mình sẽ đi đua xe cho nên là hơi chẩu một tí nha các bạn. Mình đã tìm được cái chiếc tàu Thomas The Gen rồi các bạn ơi. Xe lửa nha, cứ gọi là tàu hoài. Mình sẽ tạo ra thêm một chiếc này nữa, Oliver động cơ. What? Ôi, đây có phải là chiếc xe lửa Huggy không? Ê, được. Chạy lên đi em, chạy lên. Đây, để anh lùi lại. Chúng ta sẽ kết nối nhau. Rồi, ôi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đây, từ. Ê, đừng có tạo ra. Từ, mình biết rồi. Nó ở đâu ta? Màu xanh hả? Màu xanh chắc là ở đây các bạn ơi. Ở đây nè đúng không? Ở đây nè. Đúng rồi. Ủa mà xe lửa ôm là xe lửa gì? Ở ngoài mình chỉ biết xe ôm thôi mà ở trong đây có xe lửa ôm nữa các bạn. Là xe hất kiểu kỳ. Rồi, em đứng yên đó. Anh sẽ kéo em đi. Từ. Đấy, mình sẽ kết nối với đây các bạn. Đây. Rồi. Anh em mình lên đường. Lên đường thôi. Mọi người tránh ra giùm cái cho anh em tôi lên đường cái mọi người ơi. Mọi người tránh ra cái đi. Sao kẹt coi. Ơ. Cái đoạn này nó bị cái gì các bạn ơi? Mấy thanh niên này hình như nó làm cho cái đoạn này nó bị kẹt nè. Đấy, đúng rồi, anh em lên anh em. Woo. Đây mình đang lôi chiếc xe gọi là cứu Thomas The Gen đi. Win. Ui, bốc đầu luôn rồi các bạn ơi. Chiếc xe của mình nó bốc đầu rồi. Không được rồi, mình phải bỏ giày ra các bạn ơi. Bỏ giày ra. Xin vĩnh biệt Thomas The Gen. Rớt đi Thomas The Gen. Nó không rớt các bạn ơi. Ui, nó không rớt mà thanh niên kia rớt. Rồi xong luôn rồi. Bây giờ bốc đầu rồi các bạn. Mình còn chạy được. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ này nè. Đây cái chỗ này. Từ, để mình gọi là bỏ chiếc tàu đi. Bấm vô đây bỏ nè. Bỏ này bỏ nè bạn. Rồi, được rồi. Đấy. Rồi, bây giờ là xe. Trời ơi. Phế thiệt luôn các bạn ơi. Thôi ra ngoài thôi. Rồi, bây giờ là mình đã biết được chiếc tàu Thomas The Gen ở đâu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cần phải thôi, mình sẽ lấy cái chiếc Huggy Wuggy này trước ơi. Mình chạy một vòng xem như thế nào các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nói nhau mình đi. Rồi lên anh em ơi. Đi anh em ơi. Cái đoạn này nó bị làm sao nè các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái đoạn này như bị làm gì á.
Đấy, được rồi. Đi nào, đi nào. Rồi, đi thôi anh em ơi. Lên đường đi anh em ơi. Đây, chiếc xe lửa hất nhiều bất ghi. Hơi bị đỉnh cao luôn các bạn. Ở đây nó còn có thêm xe lửa Dream các bạn. Dream Minecraft á. Ồ, đỉnh cao bạn ơi. Wow. Chở tôi. Đúng rồi, anh em lên anh em ơi. À! Không được rồi các bạn. Cay quá, nãy giờ thật sự mình không có lấy được cái chiếc xe lửa nào đem đi. Ê, cứu anh. Cứu. Ê, khoan. Nãy giờ mình để ý nha. Nó cho mình bánh pizza để ăn nè các bạn. Rồi cho mình thêm bánh gọi là bánh gì? Bánh rếp, bánh gì các bạn. Rồi what Among Us nè các bạn. À. Mình trở thành Among Us rồi các bạn ơi. Rồi, anh Yên này tạo ra chiếc xe cho mình rồi. Thánh kêu em nha. Bây giờ chúng ta đi thôi, let's go em ơi. Yeah. Bây giờ là mình sẽ đi theo Dream đâu ta. Bây giờ mình đi theo chiếc xe lửa Dream các bạn. Win. Đây, bên đây cũng có một chiếc xe lửa đang đứng kìa. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chạy từ từ thôi. Mấy thanh niên kia cẩn thận nó đuổi theo mình các bạn. Đây cái đoạn này. Ủa cái xe này nó không có ổn định nè các bạn. Nó chạy lắc các bạn không? Nó lắc lư nè. Nên là khá là căng ấy. Bên kia có một xe nè. Đây có xe nè. Ui hai chiếc xe đen. Ui nó đang đuổi nhau các bạn. Chắc là mình sẽ tới đó thôi. Tới thôi anh em ơi. Từ thôi. Xe lửa đây nó chạy nó không có ổn định các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Bình thường xe lửa chúng ta chạy dưới mặt đất, nhưng mà cái này là mình chạy ở trên trời cao 1000m luôn. Cho nên là nó sẽ cái kiểu nó sẽ bị gió thổi bạn. Cứ lắc rất khó chịu. Nếu như mà các bạn không cẩn thận là bạn sẽ rớt luôn ấy. Rồi chiếc xe lửa. À nó đang chạy trước mặt mình các bạn ơi. Mình phải đuổi theo nó thôi. Nhanh lên mới được. Kiểu này không ổn rồi. Ôi giời rớt à. Quá khó cho một cái gọi là đường đua như thế này. Ui. Wow, ở đây có một cái trạm xe để có thể tạo ra được cái chiếc xe lửa đó bạn ơi. Mình không được đứng lâu. Tại vì nếu mà mình đứng lâu quá chiếc xe lửa của mình nó sẽ tự biến mất. Và mình đang lái chiếc xe lửa hất ghi ghi nè. Tí nữa mình sẽ lái chiếc Thomas the Train. Mình đang cố gắng để cho hai chiếc xe nó nối lại với nhau các bạn. Để mình kéo nha. Ui nó rớt mất tiêu rồi. Mình chưa kịp đuổi theo nó rớt rồi các bạn. Trước mắt mình có một chiếc xe lửa gì cơ. Chiếc xe lửa bị cháy. Ây da, nó cản đường rồi các bạn ơi. Ê, từ lùi lại. À đây, muốn cản đường anh thì hơi khó. Đây chính là chiếc xe lửa ma đúng không? Nó cản đường rồi. À, giờ làm sao đây? Nó cản đường mình các bạn. Mình mới phát hiện ra ở đây còn chiếc xe lửa nhỏ nữa. Tại sao mình... Ở đây khoan coi. Ở đây có xe lửa nào không? Không có Thomas rồi. Nhưng mà mình đi được các bạn. Đây, xe lửa nhỏ nha các bạn. Nó chạy chắc tốc độ nó sẽ ghê gớm hơn này kia. Ê, cái đường nó hết... Ê, cái đường đó nó hết cái gì rồi nè các bạn. Cái đường bên đây nó hết cái xe màu vàng rồi nè. Hay lắm. Ủa, gì vậy? Trời ơi. Xe lửa nhỏ nên là chạy cái đường nhỏ xíu. Mình đang đuổi theo chiếc Husky Buggy các bạn. Mình đang đuổi theo nó nè. Đây. Đây, chạy đi. Come on. Có hai chiếc Husky Buggy luôn bạn. Mình là đây chiếc Thomas the Train nè. Chẳng lẽ nào chiếc Thomas the Train là hùa chiếc Husky Buggy sao? Đấy. Từ từ. Này thì trời ơi, mình tưởng nó bay ra ngoài luôn rồi chứ. Anh đây chấp hết. Ê từ từ. Ấy thấy chưa? Cái đoạn này hồi nãy mình bị té hết lần mình rút kinh nghiệm rồi. Ui sao nó tí nó quẹo qua đây ta? Ghê vậy. Rồi đi tiếp nào. Mình sẽ cố gắng đi chậm từ từ thôi nha các bạn, đừng có đi nhanh quá. Mình đang muốn đi thêm cái đường bên kia. Ui nó qua bên kia được kìa không? Cái đoạn này là hết cái xe màu vàng rồi. Đoạn này là ngon lành rồi các bạn. Đi nè. Win. Xe mình là số 1. Xe mình là số 1, mình là nhất. Mình là vô địch. Rồi quẹo. Cái này khó điều khiển lắm. Các bạn nhìn vậy thôi chứ thực sự các bạn chạy nhanh một tí đi, các bạn sẽ thấy cái cảnh là trở thành xe bay giống giống như Harry bọt bèo luôn các bạn. Là nó sẽ chiếc xe lửa bay luôn á. Wow. Lên đây cái bộ khá căng rồi nha. Ây da, bây giờ đi đường nào đây? Nếu mà mình bấm vô đây mình sẽ đi quay đường về à? No, mình không về đâu. Mình sẽ bấm vô đây để nó đổi cái làn đường cho mình đi các bạn. Đấy, nó đổi làn đường nè. Đi tiếp. Ui, xe này nó cài nghiêng ghê, các bạn nhìn nó nghiêng nè. Ảo ma Canada thiệt. Này, ảo ma ông Đa luôn, ảo ma Canada gì nữa. Ui, ông Đa ơi là ông Đa. Come on. Chạy kiểu này nó mới gọi là ghê nè các bạn. Đã thấy chưa? Mình mà nhìn theo kiểu này mình chạy nữa các bạn nhìn ối trời ơi luôn á. Ui giời ơi như tàu lượn siêu tốc luôn bạn ơi. Ui ôi ghê quá. Đây tàu lượn siêu tốc nè. Chuẩn bị tàu lượn siêu tốc nè các bạn thấy giống không? Rồi, ôi. Trời ơi. Rồi xong luôn. No. Chiếc xe lửa này giờ vậy sao đi? Thôi đừng. Không sao, đằng trước mặt mình có chiếc rất ghiếu kia. Mình sẽ cố gắng mình lấy chiếc đó. Lên để biến mất bây giờ. Ôi. À.
Ai... Khó thiệt các bạn ơi, khó lắm luôn á. Không đơn giản đâu, bây giờ mình sẽ mình lái một chiếc một lần nữa thôi. Nếu như mà không được nữa thì mình... Ui, Bendy nữa à. Xe lửa Bendy nữa các bạn. Mình lái một lần nữa thôi, không được nữa thì thôi nha các bạn. Các bạn hãy xe lửa... Có chiếc trước mặt mình phải đua nhanh hơn nó mới được các bạn. Thôi từ thôi. Thanh niên nào mà gọi là kiểu như không kiểm soát được bản thân á thì sẽ rớt giống thanh niên này. Đây, nó đang lái chiếc Bendy kìa, đang lái chiếc Bendy đuổi theo mình. Mình sẽ né ra. Wow, cái gì đây, cái gì? Ui, đứa nào chơi kỳ vậy, đứa nào chơi mà bẻ đường qua đây vậy? À, thanh niên này đi chỗ khác chơi. Đừng có tưởng là làm được anh, đi chỗ khác. Nó, xuống. À, sao mà ăn được mình, đâu rồi? Chiếc đây, chiếc kia. Chiếc Bendy đang chạy tới bạn, nó đang chạy tới mình. Chạy thôi, kìa chiếc Bendy bên kia. Xe này khó chạy ghê rồi. Để mà lái được chiếc này phải nói là kinh nghiệm lái xe cũng phải một ngày á. Các bạn tưởng 10 năm đúng không? Không có đâu, lái trong vòng một ngày là quen rồi các bạn. Nhưng mà thật sự lúc đầu bị như mình, lúc đầu khó, cực kỳ khó. Không biết đường nào mà chạy. Rồi, thanh niên kia đâu rồi? Đây. Ô, thanh niên kia chạy đường lộn đường rồi. Chạy gì qua đường đó vậy? Kệ tụi nó, bây giờ mình không có quan tâm đứa nào hết á, mình là mình thôi. Tụi nó đua, nó gào quá bạn, nó đua không nổi mình. Mình đua nó nhanh hơn. Đây. Các bạn thấy đoạn đua này ghê không? Nè nè, từ từ đến cái đoạn này căng nè, Cái đoạn này là chúng ta phải qua luôn nè. Đó, ấy, chú. Đoạn này căng lắm bạn, mình nói rồi, khó lắm. Không qua được, hàng gì thanh niên kia bỏ cuộc luôn các bạn. Rồi thôi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và để thầy đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nếu mà fan chính ủng hộ nha. Và đây là những chiếc xe lửa mà gọi là mọi người đang cố gắng để vượt qua đua với nhau và vượt qua thử thách. Nhưng mà đây thật sự nó là mình ở đây á, chỉ có những chiếc xe lửa Dream nè, xe lửa Thomas the Train nè, xe lửa Huggy Wuggy là chạy nhanh nhất. Còn mấy chiếc kia nó chạy chậm.